Chào các cô chú, mấy anh chị nghe, hôm nay anh quay cái lô này 10 cây nha. 10 cây này 600k nha. Rồi, anh quay 10 cây 600k không bao ship nha, phí ship người mua chịu nha. Đây, 10 cây là 10 dáng nha. 10 cây 10 màu khác nhau luôn, 600 không bao ship. Đây, bắt đầu mình quay cây số 1 nha. Cây số 1 là một cây dáng chân dài. Đây, cái củ đây nè, cái củ rất đẹp luôn, mà nó hơi nhỏ thôi đó. Cái tướng nè, ngồi xuống mà đưa hai cái giò ra trước vậy đó. Cái củ này rất quái luôn, là cây phương lam vàng. Phương lam vàng củ quái chứ nó có hai bo thôi đó. Cái tướng đứng lên hai cái giò chọt lên trước vậy đó nè. Đó, tới cây thứ hai cũng quái luôn. Đây, quái đây, quái dữ luôn. Cây thứ hai dáng nằm quái dữ luôn. Cây thứ hai là giống gì không biết luôn, dáng nằm chéo ngoài rất quái. Tới cây thứ ba, cây thứ ba là cũ ba mươi mấy 40 à. Đây, nắm một quần tay gì không giáp. Cái này, cây này số 3 là cây Mỹ Kiều. Đó, cây Mỹ Kiều nụ luôn. Cây số 4, cây số 4 là huyết gầm. Đây, nụ đây. Cây số 4 cũng khoảng ba mươi mấy 40. Cây số 4. Rồi, cây số 5. Cây số 5 là cây sương mù. Đây, quá nụ luôn. Cũng có 4 bo thôi. Cái hoành cỡ 40. Cái hoành cỡ 40. Rồi, cây số 6 là tím 5 cánh, nụ chùm luôn. Cũng 3 bo. Tím 5 cánh. Cái hoành này cũ 30. Tới cây thứ 6, cây thứ 6 là cây anthracene. Cũng có nụ luôn, cái hoành cũ này cũng khoảng 30. Tới cây thứ 7 này ba giống. Giống cung điện, giống hương hạ, giống trắng mới. Cây số 7 này ba giống. Cái hoành cũ này khoảng 20 mấy tới 30. Một hoành tay cỡ 30. Ba giống đều có nụ hết. Rồi tới cây số 8. Cây số 8 là cây kim anh nha. Cây kim anh cũng có nụ luôn. Cái hoành này cỡ 30 mấy. Hoành cũ là khoảng 30 mấy. Rồi tới cây số 9 là vàng Kitty Lady và anthracene, hai giống. Cây này 2, 4, 6, 7 bo. Có nụ luôn. Anthracene 1 bo, còn lại 6 bo vàng thơm. Cái hoành cũ khoảng 30. 30 sắp lên. Trên 30. Rồi 10 cây này em bán 600 nha. Rồi chào các cô chú mấy anh chị nha.